xe buýt biến hình. Tập 14. Nàng tiên răng. Nhìn coi, răng của mình có trắng không nè. Hôm nay là ngày hội răng miệng. Các bạn nhỏ, hằng ngày các bạn có đánh răng không? Có. Răng của mình cũng rất trắng. Răng của mình cũng như vậy. Cả mình nữa. Răng của Abu cũng trắng như vậy. Mẹ nói mỗi buổi sáng và tối đều phải đánh răng một lần. Đúng vậy, mỗi ngày đều phải đánh răng mới có thể giữ cho răng khỏe mạnh và hơi thở thơm tho cả ngày. Ngày nào mình cũng đánh răng, nhưng tại sao răng lại lung lay rồi? Lẽ nào là do chải răng quá mạnh? Răng của mình tại sao lại lung lay hơn so với buổi sáng rồi? Lại còn hơi đau đau nữa. Khai, mau lại đây, bọn mình đang thiếu người. Mình, răng của mình. Khai, răng của bạn làm sao? Không, không sao. Mình nói là, mình ấy à, mình rất thích chơi đá bóng. Khai, để vượt qua mình không dễ như vậy đâu. Yên tâm, bạn răng, mình sẽ bảo vệ bạn thật tốt. Bạn thắng đầu tiên, mình thắng rồi. Lại lần nữa. Hỏng rồi, răng của mình sắp rụng rồi. Khai, bạn không chơi nữa sao? Không chơi nữa, mình không thích chơi đá bóng. Kỳ lạ. Không phải là vừa nãy bạn ấy nói rất thích chơi đá bóng sao? Các bạn nhỏ thân mến, chúng ta cùng luyện tập lại một lần bài hát đánh răng ngày hôm qua có được không? Dạ, cô giáo Sandy. Yên tâm, bạn răng, mình sẽ bảo vệ bạn thật tốt. Bàn chải đánh răng nhỏ, kéo sang trái, kéo sang phải, chải lên trên và chải xuống. Khai, chúng ta phải làm theo tiết tấu, vừa cùng hát theo cô giáo, vừa thực hiện động tác được không? Khai, bạn phải hát to lên, động tác cũng phải làm cho chuẩn, như vậy mới là thành viên của chiến đội khủng long. Khai, chúng ta thử lại lần nữa, được không? Lại nữa à? Khai, cố lên! Khai cố lên. Không thể làm tụi con trai bọn mình mất mặt chứ. Khai cố lên. Khai cố lên. Khai cố lên. Khai cố lên. Đến giờ ăn trưa rồi. Khai, về nhà luyện tập chăm chỉ. Tiết âm nhạc lần sau biểu hiện cho tốt nha. Dân ạ, đi chơi bóng đá thôi. Tan học rồi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Phải làm sao mới được đây? Wow, là bánh gato sô-cô-la. Mình thích nhất là bánh gato sô-cô-la. Thật sự là quá ngon. Bánh gato ngon quá đi mất.
Sao không thấy răng đâu nữa rồi? 1, 2, 3. Quả cà tím. Không, mình không muốn. Khai, chúng ta đi chơi bóng thôi. Các bạn đi trước đi, lát nữa mình qua. Nhanh lên chút nha. Còn May vẫn chưa bị nhìn thấy. Răng của mình rớt đâu mất rồi? Khai, con đang làm gì vậy? Sao không cùng với các bạn đi chơi đi? Khai, rốt cuộc con bị làm sao vậy? Có chuyện gì nói cho cô giáo biết đi. Khai, con có muốn ăn kẹo mút không? Khai, răng của con. Con, lúc con ăn bánh bị rớt mất một chiếc răng. Sau đó không thấy răng đâu nữa. Lúc ăn bánh không tìm thấy răng, không phải là bị nuốt vào trong bụng rồi chứ? Vậy chúng ta cần phải kiểm tra cẩn thận. Gọi cho Google Bus. Có tình huống khẩn cấp. Google Bus tới rồi. Google Bus, Khai có khả năng để nuốt một chiếc răng vào bụng. Tình huống khẩn cấp. Đã rõ. Xe buýt trường học Google Bus khởi động nhiệm vụ. Thân xe nâng cấp sẵn sàng. Kích hoạt thiết bị biến hình nano. Xe buýt trường học Google Bus bắt đầu biến hình. Khai cần kiểm tra sức khỏe ngay lập tức. Cứu hộ y tế nên chọn xe cứu thương. Google Bus biến biến biến. Bác sĩ Google Bus xuất phát. Đừng lo lắng, Google Bus một lát nữa sẽ đến thôi. Bác sĩ Google Bus tới rồi. Bác sĩ Google Bus đã đến hiện trường. Google Bus, lúc mình đang ăn bánh gato thì không nhìn thấy răng đâu nữa. Nhưng hàng ngày mình đều đánh răng mà. Khai, đừng lo lắng, mình sẽ giúp bạn. Google Bus, cô lo răng của Khai bị nuốt vào trong bụng, có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa. Giường trị liệu chuyên dụng nha khoa khởi động. Khai, mở to miệng ra để mình coi coi. Máy phân tích thông minh. Quá ra là đến lúc thay răng rồi. Tiếp theo là kiểm tra cơ thể, tìm kiếm răng. Google Bus, thế nào rồi? Yên tâm ạ, răng không có ở trong bụng Khai. Tốt quá rồi, cảm ơn Google Bus. Không có gì ạ. Nhưng tốt hơn là vẫn nên để Google Bus tìm xem rốt cuộc răng của Khai đã bị rơi đi đâu rồi. Bali, Bali, bạn đang ăn gì vậy? Là răng của mình nè. Hình như Bali đang nói cái hạt ngô này của Khai khó cắn quá, cắn mãi mà không được. Đây là răng của mình, không phải là ngô. Khai, sao bạn lại không vui? Không có răng nữa. Sau này mình là một chiến sĩ khủng long thiếu răng rồi. Như vậy trông không ngầu chút nào cả. Quá ra là Khai buồn vì chuyện này à. Các bạn nhỏ, các bạn đã nghe qua câu chuyện nàng tiên răng chưa? Chưa. Câu chuyện kể rằng có một vị thần tên là nàng tiên răng. Mỗi khi các bạn nhỏ bị mất răng,
Cô ấy sẽ đi qua thu thập những chiếc răng bị mất của các bạn nhỏ, sau đó tặng một món quà cho các bạn nhỏ. Là quà gì vậy? Mình cũng muốn. Món quà của nàng tiên răng chính là một chiếc răng mới. Google Bus, lúc nào mình mới có thể nhận được món quà của nàng tiên răng? Mình cũng muốn biết. Không cần vội vã, đến lúc thay răng, sau khi răng rụng, tự nhiên sẽ nhận được quà. Một thời gian sau sẽ mọc lên một chiếc răng mới. Nhưng nếu như răng rụng rồi mà một thời gian sau vẫn không mọc lên thì phải làm thế nào? Chỉ cần chăm sóc tốt cho răng, giữ gìn răng miệng sạch sẽ, răng nhất định sẽ mọc trở lại. Thật sao? Răng thật sự có thể mọc lại sao? Thật đó, thật đó. Mỗi người đều trải qua thời kỳ thay răng. Thay răng có nghĩa là các bạn đã từ các bạn nhỏ trở thành các bạn lớn hơn rồi. Khai, như vậy bạn sẽ không phải là một chiến sĩ khủng long thiếu răng rồi. Tốt quá rồi. Tập 20. Thú một sừng. Các bạn nhỏ, giờ làm thủ công các con vật hôm nay, các bạn muốn làm con vật gì vậy? Google Bus, mình sẽ làm cún con. Chim nhỏ, mình muốn làm chim nhỏ biết bay. Mình sẽ làm con thú một sừng đẹp nhất, đẹp nhất trên trái đất này. Trong truyện tranh nói rằng thú một sừng sẽ xuất hiện ở phía đối diện với cây cầu cầu vồng. Ai may mắn mới có thể gặp được. Xì, trên thế giới này không có thú một sừng đâu, chỉ có khủng long bự thôi. Bobby, vậy chắc chắn là do bạn chưa đủ may mắn. Thú một sừng không chịu tới gặp bạn đó. Xì, nếu như bạn gặp được thú một sừng thì hãy chia sẻ may mắn với chúng mình nha. Được thôi. Trường mầm non Ánh Dương. Chào buổi sáng cô Sandy. Chào buổi sáng Google Bus. Xe buýt trường học Google Bus tới nơi an toàn. Tới rồi. Cô Sandy, chào buổi sáng. Chào buổi sáng mọi người. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Mình lại nhớ tới chiếc bồn tắm thoải mái của mình rồi. Mình về trước đây, hẹn gặp lại các bạn sau. Google Bus, bạn vất vả rồi. Tạm biệt các bạn nhỏ. Tạm biệt Google Bus. Các bạn nhỏ dễ thương, các con hãy suy nghĩ một chút để hô biến số giải này nha. Dạ được. Các con cứ làm đi nha. Cô đi đổ rác rồi quay lại ngay. Dạ. Mình phải bắt đầu làm thú một sừng xinh đẹp rồi. Đuôi, đầu, đôi cánh. Tiếp theo là bộ phận thân. Xì, bạn cũng làm đuôi cún con sao? Giống hệt như mình làm nè. Cún con. Không phải đâu. Đây là đôi cánh của chim non phải không? Xem nè, giống như đôi cánh mình làm đó. Chim non. Đây là thú một sừng đó. Quá ra là thú một sừng à. Xin lỗi nha Xì. Là khủng long sao? Xì, không phải em làm thú một sừng à. Sao lại biến thành khủng long vậy? Anh hai, em làm không phải là khủng long. Mình biết rồi. Chắc chắn là trên đời này không có thú một sừng, cho nên Xì không làm được đúng không? Không đúng. Trên đời này chắc chắn có thú một sừng. Mình sẽ làm ra được cho mà xem. Xì, Khai, bạn định đi đâu? Chúng ta còn chưa làm xong khủng long đâu kìa. Xì, thú một sừng, bạn ở đâu vậy? Bali, đừng liếm nữa, nhột quá à. Bali, bạn đang an ủi mình sao? Cây cầu cầu vồng. Nơi nào có cầu vồng thì sẽ có thú một sừng. Bali, mình đưa bạn đi cùng tìm thú một sừng nha. Vậy được, chúng ta xuất phát thôi.
Đã đổ xong rác rồi. Cô Sandy, có cần phụ giúp gì không? Cảm ơn dì Susan. Những đồ này đều rất nhẹ. Các bạn nhỏ còn đang đợi. Con đi qua đó nha. Đi cẩn thận đó. Dạ, dì nhớ đóng cửa sau núi vô nha. Ừ, được rồi. Các bạn nhỏ dễ thương, bài thủ công các con làm tới đâu rồi? Đuôi cún con và cánh chim non này là của ai làm đây? Đẹp quá nè. Bali, đợi mình với. Không phải là cún con và cánh chim non đâu ạ. Là thú một sừng mà Sisi làm đó ạ. Quá ra là thú một sừng à. Vậy Sisi đâu rồi? Cô Sandy, Sisi không có trong nhà bếp. Ở cầu trượt cũng không thấy. Sisi! 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 Em ở đâu? Đó là đầu của thú một sừng. Là của Sisi làm. Lẽ nào... Đã đổ rác xong rồi. Cô Sandy, có cần phụ giúp gì không? Nếu như đi ra sau núi thì cô nghĩ Sisi cần sự giúp đỡ. Gọi ngay Google Bus. Google Bus, Sisi đã ra khỏi trường mầm non tới sau núi rồi. Đã hiểu. Google Bus, khởi động nhiệm vụ. Thân xe nâng cấp sẵn sàng. Kích hoạt thiết bị biến hình nano. Sẽ biết trường học Google Bus bắt đầu biến hình. Sisi không thấy đâu nữa. Có thể đã đi ra sau núi. Chúng ta nên chọn xe cảnh sát. Google Bus biến. Cảnh sát trưởng Google Bus lên đường. Cô thả con ra, thả con ra. Là cảnh sát trưởng Google Bus. Cảnh sát trưởng Google Bus đã tới hiện trường. Google Bus, có thể Sisi đã đi ra sau núi rồi. Google Bus, xin bạn hãy mau chóng tìm Sisi giúp. Em ấy có một mình sẽ rất sợ hãi. Mọi người cứ yên tâm giao cho Google Bus. Cảnh sát trưởng Google Bus lập tức cứu viện. Máy phân tích thông minh khởi động. Là dấu giày của Sisi. Hiển thị đi thẳng về hướng bên kia. Cầu vồng. Trong truyện tranh nói rằng thú một sừng sẽ xuất hiện ở phía đối diện với cây cầu cầu vồng. Mình nghĩ là mình biết Sisi đi đâu rồi. Chắc bạn ấy đi ra sau núi tìm thú một sừng. Thú một sừng. Trên đời này chắc chắn có thú một sừng. Mình sẽ làm ra được cho mà xem. Yên tâm, mình sẽ đưa được Sisi trở về. Google Bus, mình có thể đi cùng tìm Sisi không? Mình rất lo cho em ấy. Google Bus, cả mình nữa. Mình đã làm cho Sisi giận rồi. Mình cũng muốn giúp đỡ. Mình đã hiểu. Chiến đội khủng long xuất phát thôi. Cây cầu cầu vồng đẹp quá. Bali, hãy đợi mình với. Đợi mình với Bali. Bali. Sisi. Sisi. Là Sisi. Sisi, nguy hiểm. Mau quay lại đây. Google Bus, anh hai. Thú một sừng ở phía đối diện với cây cầu cầu vồng. Sisi phải đi tìm bạn ấy. Sisi, quay lại. Thú một sừng không ở bên đó đâu. Bobby, mình nhất định sẽ tìm được thú một sừng. Nhất định sẽ tìm thấy. Bali, cánh tay trợ giúp, phóng ra. Kai, Bobby, hãy đưa Sisi tới nơi an toàn trước. Máy phân tích thông minh khởi động.
Cây cầu treo nhiều năm không tu sửa sẽ có nguy hiểm đứt gãy bất cứ lúc nào. Bali đừng sợ, bạn hãy từ từ qua chỗ tụi mình đi. Bali! Bali! Mình phải ráng trụ vững. Chuyện cổ tích đều là lừa gạt người khác thôi. Có cách rồi. Gogobus, cô Sandy, con cần sự trợ giúp của mọi người. Sissy, bạn xem kìa, đó là gì? Là thú mộc sừng. Gogobus là thú mộc sừng thật kìa, giống y như mình làm đó. Đúng vậy, thú mộc sừng này đẹp quá ha. Sissy, chúng ta thật là may mắn. Xin lỗi nha Bobby, mình không cố ý đâu. Không sao đâu, Sissy vui vẻ trở về là tốt quá rồi. Tập 16. Quái vật trong rừng. Hôm nay chúng ta hãy cùng xem Gogobus và những người bạn nhỏ gặp phải chuyện gì nha. Chào buổi sáng các bạn nhỏ. Chào buổi sáng Gogobus. Lên xe nào các bạn nhỏ. Đi thôi đi thôi. Chúng ta lên xe nào. Xuất phát thôi. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi Gogobus. Các bạn nhỏ cắm trại ở công viên rừng xanh. Xuất phát. Các con ơi, chút nữa chúng ta đến công viên rừng xanh đó. Tuyệt quá, tuyệt quá. Cô Sandy ơi. Sissy, sao vậy con? Cô Sandy, con không muốn đi cắm trại đâu. Nghe nói trong rừng có quái vật ạ. Quái vật sao? Cô ơi, con muốn về nhà. Quái vật, con cũng muốn về nhà. Các con đừng sợ, những câu chuyện về quái vật đều là giả đó. Trong công viên rừng xanh rất an toàn, không hề có quái vật đâu. Các bạn nhỏ đừng sợ nha, Gogobus sẽ bảo vệ các bạn. Để mình mở cho các bạn nghe bài hát mình thích nhất nha. Thì ra mọi người đều sợ quái vật. Được lắm. Khai, khai. Tối nay chúng ta hù dọa mọi người đi. Được đó. Đến công viên rừng xanh rồi. Xe buýt trường học Gogobus đến nơi an toàn. Các con yêu quý, chuẩn bị xuống xe thôi nào. Bọn con biết rồi ạ, cô Sandy. Đến rồi, đến rồi. Xuống từ từ thôi, đừng gấp nha. Chúc các bạn một ngày thật tốt lành nha. Gogobus, bạn vất vả rồi. Tạm biệt các bạn nhỏ. Tạm biệt Gogobus. Các con, đây là khu vực cắm trại an toàn đó. Các con đừng chạy xa quá nha, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm đó. Bọn con biết rồi ạ, cô Sandy. Các con yêu quý, buổi cắm trại tuyệt vời bắt đầu rồi. Tuyệt quá.
Các con ơi, chúng ta kể chuyện nha, có được không? Dạ được, dạ được. Cô Sandy, con muốn kể trước. Con có một câu chuyện ạ. Được, chúng ta ngồi xuống nghe Bobby kể chuyện nha. Dạ. Trước đây, trong rừng có một con quái vật vô cùng đáng sợ. Nó to lớn như ngọn núi kia vậy. Wow. Tay dài như cành cây này. Cặp mắt của nó vừa to vừa sáng. Lúc di chuyển luôn phát ra tiếng gừ gừ. Gừ gừ, gừ gừ. Nó sống ở trong rừng, rình đi sau lưng các bạn nhỏ bị lạc đường. Tiếng gì vậy? Ăn thịt luôn các bạn nhỏ bị lạc đường. Câu chuyện của các con cũng đặc biệt đó. Không, mình chẳng thích câu chuyện này chút nào cả. Một đám thỏ đế. Bob, Kai, các con kể chuyện hay lắm. Nhưng mà dọa các bạn của mình sợ như vậy rất mất lịch sự đó. Bọn con biết rồi ạ, cô Sandy. Cũng đã trễ rồi các con, chúng ta quay lại lều ngủ đi. Đúng là đồ xấu xa hù dọa người khác. Chúng ta đừng chơi với mấy bạn đó nữa. Rõ ràng là do mọi người quá nhát gan chứ bộ. Đúng đấy. Chúc các con ngủ ngon nha. Chúc cô Sandy ngủ ngon ạ. Kai, nhanh lên, mình mắc tiểu quá đi. Đây đây, đợi mình với. Bobby, nhanh lên. Nhà vệ sinh ở đâu vậy? Tại sao đầu mình lại nặng vậy nhỉ? Kai, bạn nhanh lên đi. Buồn ngủ quá. Thoải mái hơn rồi. Cái tiếng gì vậy? Có khi nào là quái vật không? Thì ra chỉ là con chim thôi. Bạn cũng nhát gan quá rồi đó. Trên thế giới này vốn chỉ không có quái vật đâu, đều là hù dọa con nít cả. Mau quay về ngủ lại thôi. Sao mình chóng mặt quá? Thật sự có quái vật sao? Bobby, Kai, hai bạn đi đâu vậy? Cô Sandy nói không được chạy xa quá rồi mà. Cứu mạng, cứu mạng. Đừng chạy nữa. Hai bạn đừng chạy nữa. Mình là Dobby đây mà. Hả? Người đâu rồi? Quái vật không đuổi theo đó chứ. Dọa mình sợ quá. Kai, đừng đẩy mình nữa. Giờ mình mệt lắm. Mình đã nói bây giờ mình mệt lắm rồi mà. Đừng có phiền mình nữa. Quái vật. Sandy, vừa nãy con thấy hai bạn ấy chạy về hướng kia kìa. Chúng ta mau qua đó tìm đi. Bobby, Kai, con thấy hai bạn ấy chạy qua đây mà. Sao giờ lại không thấy nữa rồi? À, có quái vật. Bobby, đừng sợ. Đó chỉ là một cái cây có hình dáng hơi kỳ lạ chút thôi. Không phải quái vật đâu. Bobby, con xem. Rác ở đây đổ hết ra ngoài rồi. Có dấu vết của ai đó bị trượt. Nhất định là Bobby và Kai rồi. Có khi nào hai bạn ấy chết rồi không? Chúng ta gọi Google Bus ngay thôi. Google Bus, Bobby và Kai bị ngã xuống từ chỗ này nè. Mọi người cần Google Bus giúp đỡ.
đã hiểu. Xe buýt trường học Google Bus khởi động nhiệm vụ. Thân xe nâng cấp sẵn sàng, kích hoạt thiết bị biến hình nano. Xe buýt trường học Google Bus bắt đầu biến hình. Bobby, Kai bị trượt ngã xuống vách núi, cần phải cứu hộ khẩn cấp, nên chọn xe cảnh sát. Google Bus biến. Cảnh sát trưởng Google Bus hành động. Là Google Bus. Cảnh sát trưởng Google Bus đã đến hiện trường. Google Bus, hình như Bobby và Kai bị ngã xuống dưới này rồi. Nhờ Google Bus tìm giúp nha. Không thành vấn đề. Cảnh sát trưởng Google Bus, tìm kiếm vị trí của Bobby và Kai. À, tìm thấy rồi. Cô Sandy, Debbie, hai người yên tâm nha. Google Bus sẽ đem hai bạn ấy về. Xuất phát về phía trước cứu người. Google Bus, nhớ chú ý an toàn đó. Bobby, đây là chỗ nào vậy? Hình như bọn mình bị lạc đường rồi. Mình sợ quá đi. Cái gì vậy nhỉ? Đôi mắt vừa to vừa sáng, lại còn phát ra tiếng gừ gừ nữa. Ăn thịt những đứa trẻ bị lạc đường. Quái vật đuổi đến đây rồi. Rõ ràng là Bobby và Kai ở gần đây mà nhỉ? Sao Bobby và Kai di chuyển càng ngày càng nhanh vậy ta? Mình phải đuổi kịp hai bạn ấy thôi. Mệt quá. Mệt quá đi. Kai, cứ chạy như vậy mệt quá đi mất. Bọn mình mau trốn đi. Được. Bobby và Kai ngừng di chuyển rồi. Radar hiển thị hai bạn ấy ở gần đây mà nhỉ? Sao không thấy họ đâu cả? Có rồi, mình có thể làm cho hai bạn ấy qua đây tìm mình. Đừng ăn thịt mình, đừng ăn thịt mình. Kai, bạn nghe đi, có người đang hát kìa. Là bài hát Google Bus yêu thích nhất đó. Google Bus đến cứu chúng ta đó. Google Bus, Bobby, Kai, Google Bus, mau giúp mình chặn con quái vật lại đi. Mắt của nó vừa to vừa sáng lắm, còn phát ra tiếng gừ gừ nữa. Nó sẽ ăn thịt chúng ta mất. Quái vật hả? Có phải như vậy không? Gừ gừ. Thì ra khi nãy là Google Bus hả? Không phải quái vật đâu. Google Bus, Bobby, Kai, mọi người mau quay về đi. Cô Sandy ơi, đó là cảnh sát trưởng Google Bus đó, bạn ấy quay về rồi. Cô Sandy, Bobby, Kai, hai con có bị thương ở đâu không? Tốt quá, không sao là tốt rồi. Cảm ơn Google Bus nha. Sự an toàn của mọi người có mình đến bảo vệ. Bobby, Kai, thật ra quái vật lúc nãy là mình đó, nhưng mình không cố ý dọa hai bạn đâu. Hả? Thì ra con quái vật khi nãy là bạn sao? Bọn mình cũng sai rồi. Bọn mình không nên chọc ghẹo mọi người. Các con ơi, sai cũng không sao đâu. Chỉ cần biết sai và sửa đổi thì sẽ là những đứa trẻ ngoan rồi nè. Tên này lớn rồi, hãy đi học thôi. Ba niềm vui mới cùng thế gian muôn màu. Đâu lo chi vì đã có Go. Chỉ cần gọi Go cả mà. Nơi đâu khó khăn Go con ngay. Go cứu hãy ai kia sâu xa Go đến ngay.